Luna, tại sao ngay cái số đặc biệt nhất của em mà giọng em chuyển thành giọng đàn ông vậy? Em cũng buồn lắm chị ơi. Giọng như thế thì mấy rapper đó chị. Đúng rồi. Em có thích con gái giọng hơi khàn khàn không? Hơi trầm trầm chút xíu. Thực ra là một khi mà em đã thích thì giọng kiểu gì cũng thích. À. Bây giờ sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình, là một bạn nam rất dễ thương và đầy cá tính. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn ấy ngay trên video clip ngay sau đây nhé. Rapper công sở, let's get it. Bạn này tham gia Rap Việt mùa 2. Dạ. Ừ. Sao ngực đội chiếc snapback, bước đi trên phố dòng phà vẹn. Quần thúc tốt 2 phần 3, with the Supreme trông anh hơi nhức nạnh. Old school DC, the Sony, tầm boy call me từ low key. Đường mai chỉ nghĩ rap là game, so sorry, so me cho my name. Ủa, giờ này em có cốp đàn ông mà. Có mà, ủa, mình chơi với nhau 5 rưỡi rồi. Thì đó, phải biết vậy trong chứ. Khi hồi nãy đáng lẽ ra em nhảy phải qua bên này. Ờ, ha, quên đó, đáng lẽ phải, lúc đó em phải vứt luôn đôi guốc này em sang bên đó. Xong hát lại đi, hát lại đi, nhảy lại. Ê yo, đập chân lên cho đồn quan tụi mẹ ao ước. Dạ. Là em phải quậy hả? Khó khăn tôi luyện bản năng mới sợ vấp ngã thì tao bước. Khó khăn tôi luyện bản năng mới sợ vấp ngã thì tao bước. Dạ, dừng. Oh my god. Để chương trình bạn nó sợ lắm luôn á. Em muốn khẳng định bản thân mình. Nhưng mà sau đó thì có một khoảng thời gian mà em bị nhận được khá nhiều sự chỉ trích. Em đã từng muốn từ bỏ âm nhạc. Nếu như Luna ngại về giọng nói của mình thì bên đây có thông dịch viên. Bỏ hai thông dịch viên là chuyên nghiệp nha. Nếu như Luna ngại giọng nói của mình thì anh không ngại đâu. Anh sẵn sàng nghe nó mỗi đêm đấy. Em cứ thoải mái đi. À tôi chết. Luna nghe mỗi đêm sao nắm tay nắm chân thế? Anh cản em. À, ừ, anh không cho em lên, anh phải cản em lại. Wow. Luna, tại sao ngay cái số đặc biệt nhất của em mà giọng em chuyển thành giọng đàn ông vậy? Em cũng buồn lắm chị ơi. Giọng như thế thì mấy rapper đó chị. Đúng rồi. Em có thích con gái giọng hơi khàn khàn không? Hơi trầm trầm chút xíu. Thực ra là một khi mà em đã thích thì giọng kiểu gì cũng thích. Ok. Khoảng tiếng nữa là Luna. Em thích anh, em thích anh. Em muốn về với anh. Em yêu anh. Dạ. Another love song. Yeah. What you waiting for? Yeah. This song for my muse. Hope you can understand that. Freestyle time.